buổi sáng ấm áp. Nay shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ review cho anh em cây ghi đông CDS nha. Tại vì có nhiều anh em, có nhiều anh em bình luận hỏi shop mà đi CNL là đi cái đi dán CNL thì đi cái ghi đông gì. Thì đúng như của thằng CNL á anh em, đúng như của thằng CNL á là nó đi ghi đông cao có thanh ngang ha. Ghi đông cao có thanh ngang vậy nè. Đây, để shop lấy cho anh em xem. Mà tại vì bên shop á với lại hiện bây giờ những anh em, những anh em chơi CNL, những anh em chơi 67 thì bây giờ thường là lên ghi đông CDS. Đó, đây nè. Đây là cái ghi đông của thằng CNL, đúng của nó là ghi đông CNL nha anh em. Đó, ghi đông CNL này nha. Nhưng mà tại vì nhiều anh em hỏi shop nó có thành cái sầu ngang này nè. Đó, cây này là 200.000 một cây. Đó, cái này là 200.000 một cây ha anh em ha. Thì có nhiều anh em hỏi shop mình có bình luận là anh Quân ơi review cái ghi đông CDS cho anh em xem. Thì hôm nay shop sẽ quay cho anh em xem nha. Một cây ghi đông CDS hàng 11. Hàng 11 nha, chuẩn phơm nha anh em. Đó, quay cho anh em xem. Thì shop sẽ lấy một cây mới ra cho anh em xem ha. Một cây gia công. Một cây gia công hàng 11 ha. Cực kỳ đẹp luôn, từ nước si tới chuẩn. Chuẩn phơm. Đây ha, chuẩn phơm nha anh em. Đây, chuẩn phơm nha, nút ruồi nè. Đó, như zin anh em ha, như zin ha. Và giá của nó cực kỳ dễ thương luôn anh em. Đây, giá nó cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 280.000 thôi. Đó, chỉ có 280.000 thôi. Nó cực kỳ đẹp luôn, từ nước si tới chuẩn phơm. Lấy cây khác cho anh em xem. Bên shop là chuyên về phụ tùng 67 ha. Những anh em nào mà muốn lấy về mua đi bán lại cứ việc liên hệ với shop nha. Luôn có giá cực kỳ dễ thương cho những anh em mua số lượng ha. Đó, anh em thấy nước si không? Từ nước si ha, từ nước si tới dán là chuẩn nha anh em, là chuẩn nha. Lên xe nè, quay từ đây quay qua, quay từ đây trực diện cho anh em xem cái độ cao của nó ha. Nó rất là gom tay nha, nó gom tay nha anh em, nó gọn lắm nha. Đó, em quay cho anh em xem, nó rất là gọn nha, dán rất là gọn ha, dễ chơi. Đây nè, rất là gọn. Và giá nó chỉ có 280.000 một cây thôi anh em. Chỉ có 280.000 một cây thôi. Anh em nhìn này nha. Nó gom cái tay mình lại, nó gom cái tay nè. Anh em để ý nè, nó gom cái tay lại chứ không phải loại CD thường nha. CD thường thì nó cao lên một tí, nhưng mà cái tay nó bè ra như nè. Còn khi đông CDS thì nó gom cái tay mình vô. Đó, nó gom cái tay mình vô gọn. Khi mà chạy nó rất là ngồi cái dáng là thoải mái anh em ha. Ngồi dáng là thoải mái. Và giá của em nó chỉ có 280.000 một cây thôi. Bên shop là có ship code toàn quốc cho anh em nha. Ship code toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán ha. Phí ship là bên mua chịu. Đó, ngon rất là gọn tay. Tại vì nhiều anh em hỏi shop là CNL đi dán đi ghi đông gì cho đẹp. Đây là ý kiến riêng của mình nữa ha. Mình thì mình thích ghi đông CDS của mình ha. Đây là những chiếc xe mình dọn á, những chiếc dán CNL mình dọn là đều ghi đông, đi ghi đông CDS hết. Đó, anh em thấy ha. Ha, cực kỳ dễ thương luôn. Đó, chỉ có 280.000 một cây thôi. Được nhiều anh em, nhiều anh em bình luận trên YouTube ha, của trang của shop ha. Nhiều anh em bình luận trên YouTube là shop Quân ơi review ghi đông CDS đi. Đeo đây, đây là một minh chứng cho anh em xem nha. Qua đây xem những chiếc xe dọn bên shop nè, như là CNL, CD gù. Để shop quay cho anh em xem. Ở đây. À, ba đèn hả? Một có ba đèn 67 380.000. Một có ba đèn full đồng hồ luôn. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Đấy Dương em lấy Dương ơi, lấy ba đèn 67 rồi anh. Có gương nè. Gương có chứ. Có có. Một cặp 150. Đang quay à. Không không, nó bán cặp mà. Để em xíu để em review cho anh đông nè. Đây vô đây quay cho anh em xem. À. Đang cho mua đai máy anh em. Đang cho mua đai máy thì nó hơi ồn nha. Quay đây cho anh em, cho anh em xem. Con bay thì nó đang mua đai máy thì nó hơi ồn một xíu. Đây. Cây dán CD gù luôn. Bấm máy ra. Ha, máy ra.
sẽ đi gù ha, shop cũng lên ghi đông CDS luôn đó. Dán thì vài ngày nữa đi, để vài ngày nữa shop sẽ review cho anh em xem ha. Đây, trong đây là những chiếc xe dọn, shop dọn xong rồi đem vô đây mình cho rô đai, cho rô đai rồi mới về mới không có canh chỉnh anh em ha. Để shop đổ máy lại rồi ra quay cho anh em xem. Mình đi xe dàn hơi hơi cứng nha. Mình đi 110, đi dên 110, ba bạc lỡ anh em. Đi lòng dài, ăn dàn hơi hơi căng. Vài ngày nữa shop sẽ review cho anh em xem. Rồi, đâu mà đây. Đây là những chiếc xe đang được đại dọn nè anh em ha. Đó. Rồi, cảm ơn những anh em đã xem video nha. Nhớ xem, nhớ like và đăng ký giúp shop nha. Để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Bye bye anh em. Và chúc anh em một buổi sáng ấm áp. Bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.